Đang xin chào bạn. Sau đây đang xin giới thiệu các bạn cần hộp hộp đựng cá, trống cá. Hiện nay đang phân phối 3 size 40, 50 và 60 các bạn. Đấy, chiều dài, chiều rộng với chiều cao thì thay đổi theo từng size một. Đang đo trực tiếp size một cho bạn. Đây là size 40 rồi. Bộ hơi chắc bụi bụi thời tiết đâu cũng bụi, môi trường nào cũng bụi nên là bỏ kín. 40 các bạn. Rồi, chúng ta qua mình ngăn phụ, các bạn để đồ gì cũng được, vừa sách vừa đeo. Ok, 40 này hợp bạn nào có lu lu cũng được, lu thì hợp hơn. 40 này chiều dài 40, đo hết chiều rộng bạn xem. Đây là khóa khóa thả này, đây là khóa thả cá này, miệng thả này. Đấy, miệng thả này, miệng bắt cá ra đây. Mắt cá ra đây, đo chiều sâu các bạn xem, này chiều sâu, đo trong lòng nó chuẩn, chiều sâu là 25 các bạn. Đây, chiều rộng luôn, miệng đo được luôn. Đấy, sâu 25 là rộng 24. Cái này nhựa này chống nước tốt các bạn. Các bạn đổ nước vào nó tự bung ra. Đấy, tháo các bạn lắp vào đây. Sách người đeo, các bạn muốn sục oxy thì các bạn cắm vào đây. Rồi nó có cái bình sục oxy pin, các bạn cắm vào đây được. Cái dòng này dùng pin được, to thì các bạn phải dùng quy cắm điện 220 thì mới sục lâu được. Tiếp đến là 50 đây các bạn. Mười thiết kế thì cũng giống vậy các bạn. Con chiều các chiều cao thì cao hơn, chiều rộng rộng hơn. Chiều rộng này là 29 các bạn. Chiều rộng 29. Sâu này. À, 29 là chiều rộng rồi các bạn. Chiều sâu đây. Chiều sâu cũng 25 các bạn. Chiều sâu ở cái thùng 50 là 25. Mà các bạn rất gọn, các bạn di chuyển mang đi di chuyển để đựng chống cá. Thêm một cái đây là lúc mình mang cá về đấy, mình chống vào
hoặc là các bạn nào lu đi lu thì đeo ở cạnh người thì lúc nào cá có nước khỏe. Đấy, thùng 50 đấy là thùng 60, chiều dài thì không phải đo đâu các bạn, dài là, nó chuẩn là 60 rồi. Thùng 60 đây, rộng của nó là 31, chiều sâu. Sau đấy các bạn 60 đựng thoải mái. Sâu 39 các bạn. Sâu này. Sâu 39. Ồ. Đã ổn rồi các bạn, đựng cá. Chống cá. Đấy, di chuyển. Đấy, vừa rồi đang xin được giới thiệu các bạn thùng đựng cá nhựa do Daiwa sản xuất. Daiwa sản xuất. Đấy. Có 3 kích thước 40, 50 và 60. Hải Đăng vừa đo chi tiết từng size một cho các bạn xem. Hải Đăng Fishing xin chào và hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Hải Đăng Fishing.